Em đồ gỗ Minh Hải trường Minh Hải phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối hôm nay là buổi tối ngày thứ hôm nay là thứ sáu à thứ năm. Hôm nay đi một clip sớm cho mọi người ngắm. Hôm nay quay sớm, ngày quay sớm cho các bác ngắm một số cái sản phẩm tuyệt vời. Thì mời mọi người đã ngắm trước màn hình các bác cho mình sản phẩm lâu lắm như thế nào nhé. Một trong những bức bùa di lặc một tùng đỉnh cao, em phải nói là mọi người đây là một cục rất là to, liền nguyên khối mọi người nhé, hàng liền nguyên khối, hàng ôm đá, đây là nguyên một cái gốc gương ôm đá rất là to và được liền nguyên khối lên cho mọi người nhìn phần tán tùng này, cục bùa di lặc ngồi bệ vệ một cây tùng rất đẹp. Bức này anh em nhà nào các bác học nhà không gian phải to nha mọi người nhé, không gian phải to những bảy bức này nhé. Hàng không gian nhỏ các bác thấy lúc này hơi khó bởi vì cái chiều rộng của bức này nó lên đến 70 phân cơ. Và lưu ý giúp em, bên nhà hàng hoàn toàn là liền khối, một cái bức di lặc ngồi tùng mà liền mà to như thế này thì em đảm bảo các bác trên thị trường bán không bao giờ có giá dưới tầm khoảng 89 triệu, không bao giờ có, đảm bảo mọi người luôn. Mọi người nắm đi, dạ đúng 70 phân. Cái này là nó đẹp là nó có một cái phần bệ to, phần bệ rất là to và một cái đẹp nữa cực kỳ quan trọng mà hiếm có những bức tượng có là một cái phần cái tùng rất là sum xê và đẹp, một phần cái tùng cực kỳ sum xê và đẹp mọi người nhé. Đấy các bác cứ ngắm đi, đây mọi người nhìn, để em và để lại cố tình để lại mọi người chỗ này, đây chính là cái phần thân của cái tùng, phần thân tùng thì mọi người sẽ để ý những phần da này, phần nũa này và những cái phần da nũa nó tạo nên một cái nét là đúng một cái nét của một cây tùng già cỗi luôn, đúng một cái nét của một cây tùng gọi là tùng nghìn năm tuổi luôn. Đấy, mà nó ăn cái thân, nó ăn lên đều ra đây những cái tay, cái bệ và tất cả những cái này nó nào đều liền của gỗ hết, thì mọi người dùng của gỗ nó to như này và nhiều gỗ là nó to, nó nhiều gỗ, xong thứ đến nó lại công cán nào, công cán nào cũng không hề ít công, lại không hề ít công. Và cái chất gỗ thường thường mà những cái hàng gốc như này ấy, là cái gỗ bao giờ nó sẽ bị một số chỗ nó sẽ có vết, vết nổi, nhưng mà riêng đối với kho này của em đảm bảo mọi người hàng không có vết, rất là tuyệt vời cho các bác chơi. Thực sự là rất là lâu rồi có một cái kho ngồi thùng mà thấy nó to và đẹp này, và giá ngày hôm nay cho anh em thì đảm bảo mọi người là mời các bác bê và sưu tầm nhé, mời mọi người bê và sưu tầm nhé. Đi thẳng được, có bước này là không gian nhà các bác to vậy nhé, còn không gian nhà mình nhỏ là không bày bước này đâu ạ, em nói thật nhà nhỏ không bày đâu nhé, vì cái chiều rộng đến 70 phân và cái độ dày của bước này cũng rất là dày, nguyên một cái gốc hương, cái chiều dày của bước này nó lên đến 50 phân. Mọi người nhìn này, 50 phân gỗ, 50 phân gỗ là không phải là mỏng, cực kỳ dày và cực kỳ tốn cái diện tích ở cái vị trí bày. Đây là các bác mua mọi người phải cân đối thôi em, là cái vị trí bày của mình nó có vừa không nhé. Còn nếu một cái vị trí bé thì mọi người không bày được ngoài đâu, tránh tình trạng các bác mua về thì một con này nó to quá không bày được. Cao cao 60 mọi người nhé, cao 60, nguyên một cái gốc hương liền khối và rất là đẹp, phê phê luôn mọi người, nhìn rất là phê luôn đấy, đẹp, được ba trẻ, liền 100%. Em Minh chỉ xin giao lưu mọi người bức di lặc ngồi tùng tuyệt vời này với cái giá ngày hôm nay là mọi người nghe phát mua được luôn, hữu nghị nha, đảm bảo mọi người là chưa bao giờ và chắc cũng không bao giờ có bức như này với cái giá này. Hôm nay xin giao lưu mọi người giá này 6.9, anh em nhanh tay bê về nhé. Duy nhất ngày hôm nay có giá này nhé, còn ngày còn thi thoảng có đâu. Nói chung là duy nhất ngày hôm nay là 6.9. Chất gỗ hương ta bao chuẩn đét đẹp và cực kỳ đẹp. Mọi anh em cứ thưởng lãm ạ. Phê luôn. Gỗ hương bông đá tự nhiên này. Mọi người nhìn phần thân này. Liền hết mọi người nhé. Giả cỗi lắm. Những phần tùng, tán tùng đều được kênh bong moi ra và
mọi người thấy cái thuần tùng xem nào, rất là tơi, thợ làm rất là tơi. Và moi móc này thì mọi người hình dung là nó mất rất là nhiều phôi, rất là nhiều phôi, và cái bức này cái độ dày của gỗ nó quá là dày. Thường thường làm tùng nó chỉ mỏng thôi, nhưng mà bức này nó gỗ nó quá dày, giấy 50 phân chiều sâu, thì mọi người hình dung là nó nhiều phôi như nào. Và cái giá này quá hữu nghị cho anh em. Ok nhá, em xin phép đi xuống. Giá là 6 đồng 9 nhá. 6 đồng 9 không ship nhá, anh em nhanh tay bích về nhá. Nhanh tay bê cụ về để trinh cho không gian nhà mình, chưa bao giờ có giá này đâu ạ. 6 đồng 9 không ship, và lưu ý tất cả những cái sản phẩm bên em mình bán là không có ship mọi người nha, giá mềm lắm rồi. Đừng bắt em bảo ship. Cái bức này thì hiện tại là em không bê xuống nó đâu. Hai người bê được chứ một người không bê bức này được. Thì thôi em xin phép để nguyên bức này trên đây, để nguyên cụ trên đây. Em xin phép quay cho một người hàng khác. Bức này không thể bê xuống được, một người chắc chắn là không thể bê được. Thì em coi cặp nghi nghi chặt hàng kỹ. Cái đấy thì ngày mai em sẽ quay cho mọi người cặp nghi đấy. Hiện tại hôm nay thì em quay cho mọi người mặt khác. Chất gỗ cực kỳ phê luôn, to nha mọi người, hàng to nhé, đẹp lắm, gỗ đẹp, bức này phải nói tôi công nhận là cái bức này gỗ nó đẹp, và gỗ đẹp giống như là chất nó rất là thơm, là của ba một cái dễ của ba, nhưng mà gỗ nó luồn 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 tịt luôn mọi người ạ. Mọi người đi mua những cái bức di lặc Ngọc Am đứng to nhà trên thị trường ấy, thì cái giá cũng rất là cao chứ không hề có giá rẻ, bởi vì là nếu mà không trực tiếp sản xuất ra mà đi mua đi bán ấy, thì một cái bức này còn em rong, nếu mà buôn bán ấy, thì một cái bức này phải bán trên 5 triệu, tầm khoảng 5,5 triệu, dao động nói chung từ 5 triệu 5,5 triệu tùy theo số bán. Mọi người thấy một cái bức di lặc đứng rất là tuyệt vời, chân nghe này và tiền này, cái dáng dấp, và thứ hai là cái quan trọng cái chất gỗ của bức này, chất gỗ cực kỳ đẹp và tuyệt vời, làm nên bức gỗ một cái dễ ngoài, cái mùi thơm cực kỳ dễ chịu mọi người ấy. Mọi người nhận hàng và kiểm tra em đảm bảo có bác người đã thích, và cực kỳ dễ chịu luôn, cao 91, rộng 37 và sâu 26 phân. Mọi người ngắm đi, cái này mọi người để không gian nhà bác, các bác để vị trí nào cũng đẹp, để vị trí nào cũng đẹp mọi người nhé, vị trí nào cũng đẹp luôn luôn đi mọi người. Bức này thực sự là rất là đẹp, hàng nó luột mà gỗ nó quá phê. Đẹp mọi người, em nhìn thấy mà một tí phê không? To lắm mọi người nhé. Em Minh xin giao lưu mọi người bức này 4379 thôi các anh em nhá. 4379 thôi nhá. Mọi người đang cầm mũi di lặc đứng mà chất gỗ tuyệt vời thì mọi người thấy bức này. Đây em sẽ chia sẻ cho mọi người này. Mọi người nhìn cái chất gỗ này. Đây. Mọi người nhìn này. Ngọc Am đỏ nhá, Ngọc Am đỏ với cái chất này. Nó phê thì thôi rồi đấy mọi người ạ. Toàn bộ là vân tự nhiên hết mà gỗ nó rất là giả. Cái bức này nhá, hàng mới sản xuất trong ngày hôm qua. Cái bức này em cuốn ni lông vào, em đảm bảo mọi người
là về đến nhà các bác sẽ lên tuyết, mặc dù em đã sơn loát xong và đánh sáp rất kỹ rồi, sơn loát đánh sáp rất kỹ rồi, nhưng mà em đảm bảo mọi người là nếu không cuốn vào cuốn kỹ vào về nhà mọi người là sẽ lên tuyết đấy. Cái bức này lúc nào mộc xong tuyết lên trắng tinh luôn. Em bị để mộc bức này ấy, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đây là một cái những khe lên tuyết này, nghĩ đi nghĩ lại thôi em mà cho sơn loát vào vì sợ nó nứt mà. Đây, đây mọi người vệ sinh cũng dễ. Hàng này thì gỗ này cực phê đâu mọi người nhá. Có mỗi bức này là đẹp thôi mà giá cho mọi người là cực kỳ hợp lý. Tứ diện và cái chất gỗ này thì em đảm bảo mọi người là cực đẹp luôn đấy. Và bức này quan trọng là nó đẹp xong lại to, gọn gàng và to. Rất là to mọi người nhá. Để em quay cái phía sau lưng cho mọi người nào. Nó luộc 100% luôn mọi người nhá, luộc cả trước sau. Luộc 100% luôn, nó làm một cái rễ đấy, một cái rễ ngọc am rất là đẹp. Sau đó là em bỏ em làm đục cái tác phẩm này. Rễ cực kỳ đẹp luôn. Tuyệt vời luôn mọi người ạ. Em đảm bảo các bác hôm nào bác nào chưa có một bức chất đẳng cấp thì bê bức này phải chơi. Cố ra phê ấy. Ok, em sẽ chuẩn bị sản phẩm xuống nha. Khá là nặng đẹp. Để em một chút đem lên cho mọi người một cái tác phẩm rất đẹp. Để một chút thôi. Đảm bảo với các bác luôn là cái sản phẩm này thì mọi người sẽ cực kỳ ưng. Hôm nay em lên toàn hàng đẹp thôi mà giá rất hợp lý cho anh em nhé. Cái này có thể gọi là một siêu phẩm. Sự nó có thể gọi là một siêu phẩm. Cái siêu ở đây là gì ạ? Siêu ở đây thứ nhất là nó siêu rồi, nó rất là to. Rất là to anh em nhé, to khủng luôn đấy. Đây ạ, mọi người nhìn nhé. Và thứ hai là nó là hàng liền, nó nguyên một cái gốc hương liền rất là to, sau đó cắt đi đục. Nó có đúng như thế này mọi người. Gốc có đúng như thế này. Một cái gốc hương rất là to. Và bên dưới mọi người thấy nó ôm đá. Đây là một cục đá. Và đây là một cục đá này. Một cái cục phôi và để này là một tác phẩm báo hoàn toàn điền nguyên khối này. Thì em minh xin thưa mọi người là gỗ không dưới 70 cân đến 80 cân phôi nào bởi mình điền. Và em cũng xin hứa với mọi người luôn là bác nào mà hôm nay bê được cái sản phẩm về thì chỉ có ưng thôi. Ưng và cực kỳ thích. Bởi vì em ngợi mọi người cái phôi nó đẹp. Nó đẹp không chê được luôn. Đẹp thật sự đó. Đợt này làm báo toàn báo to và đẹp. Và giá cực kỳ êm. Mọi người nghe là mua được. Cao 1m8 mọi người nhá, to lắm, anh em để ý không gian bày nhá, rộng 50 và sâu là 37, chiều dày là 37, dáng thế cực kỳ phê rồi, dáng rất phê, dáng phê lắm nhá, phê lắm. Và hàng ốp đá tự nhiên, nhìn nguyên khối luôn, cục phôi rất to đục liền đi, xin mời mọi người ngắm, đẹp nhá mọi người nhé. Quan trọng là rất là to. Đây. Mời anh em chiêm nghiệm với chất gỗ. Chất này các bác không chơi được, các bác chơi cái chất gỗ gì? Em đảm bảo mọi người luôn là chất hương này mọi người không chơi thì chơi chất gỗ gì. Này, vì cái hàng ôm đá này này. Thì anh em yên tâm là cái chất gỗ cực kỳ ác liệt nhá. Cái này em để ra gỗ thì sẽ chia sẻ cho mọi người một cái hiểu đơn giản về tại sao nhiều bác hỏi là em ơi thế tại sao những cái phần da gỗ tự nhiên lại em không cào đi để nó ra cái màu như thế này. Thực sự đấy mọi người là cào đi cũng được, cũng rất là đơn giản, nó không có gì khó khăn cả, nhưng vì sao chúng ta lại không cào? Bởi vì mọi người cái hình dung, ta có hình dung như này đơn giản thôi, đây là một tác phẩm báo và nó đang đứng trên một cái thân cây hoặc một cái gốc cây, nó đang rình mồi xuống thì cái phần da này này nó sẽ tạo thành một cái điểm nhấn, nó như là một cái da của cây thật sự. Và nó hình nó cũng đúng là hiện tại đang là một cái da của một cái cây gỗ, đúng không ạ? Và em cũng xin cam kết với mọi người luôn, người ta có câu là nhất nu nhì nũa. Những cái da gỗ này của những cây gỗ rất là lâu năm tuổi, và nhất là hàng của những cây gỗ ôm đá như này, thì mọi người yên tâm về chất lượng gỗ nhá.
anh em về dùng có thể nghìn năm hết đời đời kiếp kiếp cũng không thể hỏng được cái này ạ. Đấy đấy, đấy anh em đảm bảo luôn, đảm bảo anh em luôn là phê. Bây giờ em sẽ quay cái mặt sau, cái mặt sau vân nó còn đẹp hơn cả mặt trước. Nắng to mà. Đây là nguyên một cái gốc ôm đá mà. Đây là ôm đá này. Đây. Mọi người nhìn này đấy, mà các bác có thể nhìn thấy là đây là một cái phần da gỗ rất là đẹp và tự nhiên. Nó có những cái phần vân rất là tuyệt vời và nó có những phần da này này. Đó, nó tạo nên một sản phẩm rất là đẹp và chất lượng. Phần đây nó chính là một cái vết sần gỗ, vết sần của gỗ hương, chứ nó không phải là hàng có lỗi vết nhá. Hàng em Minh bao cho mọi người là hoàn toàn không có lỗi vết, và cũng bao cho anh em là hàng liền khối 100%. Đó, đẳng cấp và tuyệt vời. Cái này là nhấn điểm và những cái này nó tạo thành những cái phần như kiểu là da báo tự nhiên. Cái này là gỗ cẩm, à gỗ hương, nhưng mà vân của nó giống như gỗ cẩm 100%. Nên là mọi người chơi hay như thế nào thì nghiên cứu, và chúng ta nên lựa những cái sản phẩm với cái chất gỗ giả như này và đẹp như này để mọi người về mọi người sưu tầm. Đấy, không phải lúc nào cũng có và gặp, nên là anh em đam mê thì chơi nhá. Còn những bức này thì em xin báo giá luôn cho mọi người. Cái giá thì thực sự mọi người là 70-80 cân gỗ nó rất là nhiều tiền rồi, nhưng mà hàng thợ nhà làm thì giá rất là phải chăng nha mọi người. Là cái bức này em Minh chỉ xin giao lưu mọi người giá là 3.2 không ship. Anh em nghiên cứu hàng to và không phải hàng nhỏ nhá. Đó, nên là em bán cho mọi người cố gắng làm sao cái phương châm là gỗ đẹp và hàng liền, giá cả phải chăng, thế thôi. Còn hôm nay là chỉ xin chia sẻ mọi người ba món này thôi. Còn ngày mai thì em sẽ quay cho mọi người cái hàng nhỏ nhá, thành nhỏ rất là nhiều. Đấy, mọi người nắm yêu cái món này thì ok tụi em nhá, nhưng mà em đảm bảo mọi người mấy cái món hôm nay mà quay chia sẻ mọi người là toàn hàng đẹp thôi. Với clip này em xin dừng với mọi người nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngày mai sẽ quay tiếp. Mọi người xem clip thứ hai như này cái video này, chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhá. Yêu thích món gì thì liên hệ bên em chốt đơn nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại.